Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Dũng. Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn cả nhà đi chơi và đi ngang quán mì cây 7 cấp độ này. Trời ơi, ở đằng trước này xe kẹt rất là nhiều. Và đây là cái quang cảnh kẹt xe cực kỳ nhiều ở khu Sức Linh Trung 2 luôn các bạn ơi. Thì ở đằng trước này thì mình dự định đi nhưng mà cũng không có đi được. Bởi vì sao? Bởi vì xe đây quá nhiều đi và chúng ta không thể nào chạy xe lên đây được cả. Và mình cảm thấy đi bộ còn bây giờ còn nhanh hơn là đi xe nữa đó các bạn. Và hồi trước giờ rất là lâu rồi và ngày hôm nay bị kẹt xe ở chỗ này. Và rất là nhiều người ta đang đứng ở đây và không thể nào đi được. Và ở đây có quá là nhiều xe tải và xe giường nằm luôn. Đó, và rất là nhiều người đến đây và không thể đi qua. Và mình cũng như thế. Cho nên ngày hôm nay mình đành phải đi vào cái quán mì ở cây 7 cấp độ ở gần đây thôi. Và ở ngoài đường thì xe chạy rất là nhiều, nhưng mà chạy rất là chậm, bởi vì không thể nào vượt qua được cái khoảng kẹt xe này. Và mọi người đi bộ rất là nhanh. Và như các bạn cũng biết và cũng nhìn thấy, ở đây rất là kẹt xe đúng không ạ? Và như vậy thì mình sẽ dẫn gia đình mình vào quán mì cây 7 cấp độ này để gia đình mình có thể thưởng thức cái món mì cây và cái món bún đậu mắm tôm là như thế nào. Và đây là cái quang cảnh trước quán và phía đằng trước vẫn kẹt xe các bạn ạ. Kẹt xe ở đây mỗi lúc một nhiều và người đi bộ hầu như là đi nhanh hơn là đi xe. Hồi nãy tới giờ cũng khoảng thời gian cũng khoảng tầm 10 phút rồi các bạn, mà xe ở đây vẫn cứ kẹt, chưa thể nào thông thoáng được cả. Cho nên chúng ta phải vào trong này để thưởng thức mì cây 7 cấp độ và món bún đậu mắm tôm thôi. Và ở phía trước này vẫn tiếp tục kẹt xe rất là nhiều. Và mình nhìn ở quang cảnh ở đây là từ trước tới giờ mình chưa thấy cái khi nào mà nó kẹt xe nhiều đến như hôm nay. Ở đây có xe tải đang đi ngang qua, cho nên kẹt xe rất là nhiều và xe không thể nào đi được cả. Vâng, và bây giờ mình sẽ chuẩn bị, mình sẽ vào cái phía trong để mình sẽ thưởng thức là bún đậu mắm tôm. Đây là món bún đậu mắm tôm nha các bạn. Còn bên này đang gọi là trà đào. Và gia đình mình có 3 người thì mình sẽ kêu 3 ly trà đào ra ngoài này để mình cùng thưởng thức. Và một tí xíu nữa đây thì món mì cây sẽ lên. Và mình sẽ dành một tí thời gian để mình quay lại cái quang cảnh này cho các bạn cùng xem và các bạn cùng theo dõi. Đó, là đây là gia đình nhỏ của mình. Đó, cái quang cảnh trong này cũng khá là đẹp luôn. Và phía đằng trước mình nhìn xa xa ra ngoài cửa kính thì vẫn kẹt xe nha các bạn. Cái quang cảnh trong cái phòng này cũng rất là đẹp. Ở bên kia có rất là nhiều thúng và có rất là nhiều cái nón lá. Và cái quang cảnh ở bên cửa kính bên này thì mình quay ra thì cũng thấy kẹt xe rất là nhiều. Và ở ngoài này cũng có một số gia đình dẫn bé đi ăn. Vâng, và mì cây của mình đã đến rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị và chúng ta sẽ bắt đầu ăn thôi. Nhưng trước khi ăn mình quay lại một tí xíu. Đó, cái quang cảnh trong này mình cảm thấy rất là đẹp. Và phía trước vẫn đang là cái sự tích kẹt xe vẫn chưa thể thay đổi. Và ở trong này có rất là nhiều người bạn của chúng ta cũng đi vào trong này để thưởng thức những món ăn của quán. Và có thể kêu những lon nước ngọt ở đây mà uống cho nó cùng sảng khoái và cùng thoải mái. Và bây giờ cuộc chiến giữa hai cha con chính thức bắt đầu. Hai người đang thi ăn mì cây cấp độ 3. Em bé này cũng không hề thua kém gì bởi vì em bé đang ăn mì cây ở cấp độ 2. Đó, và bây giờ hai ba con bắt đầu thi nhau ăn. Và cứ tiếp tục như vậy, không biết ai sẽ chiến thắng đây. Thank you.
Và hai người cứ chăm chú ăn như thế. Ôi, nhà đi chưa bắt chưa? Vâng, và cuộc thi đã xuất hiện một người chiến thắng. Này là sau thi hai người thi ăn mì và mình đã chiến thắng. Mẹ bé đang ăn chậm chậm. Em bé đang ăn từ từ. Ăn tiếp đi. Em bé ăn như mèo vậy làm sao mà chiến thắng được mình? Rồi, xe tải không? Và em bé của chúng ta vẫn tiếp tục ăn. Và em bé chuẩn bị làm động tác gì đây? Hai bé đang gãy đầu. Vâng, và như vậy là em bé đã chuẩn bị ăn xong rồi. Và đây là cái quang cảnh phía bên ngoài của quán mì cay 7 cấp độ là đây. Mình sẽ quay lại một tí xíu bởi vì rất là đẹp luôn. Nhưng mà ở ngoài bây giờ cũng đã hết kẹt xe rồi và chúng ta có thể quay ra lấy xe và chúng ta có thể trở về nhà. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của mình. Nếu như các bạn xem thấy video hay và bổ ích hãy đăng ký ngay nha. Các bạn có thể để lại lời nhận xét công khai phía bên dưới cho mình để mình cùng biết và mình có thể nhận xét. Đồng thời các bạn thấy video hay hơn nữa hãy chia sẻ cho bạn bè người thân mình biết đến kênh Nguyễn Dũng Vlog nha.